Anh Phúc về viết cho em nè. Mai à? Mai thứ mấy mà anh đã về rồi? Mai thứ mấy là bố? Năm. Sao mai anh đã được về rồi? Mai về xuống em nhé. Nhìn như chữ tâm. À, vâng anh Duy, tí em biết ạ. Dạo này viết hết bay rồi, quy củ lắm. Cảm ơn, xin chào mọi người đang xem video của mình. Râu ria bị lụa cắt hết rồi à? Chứ gọn thế. Anh Phúc đúng tâm lý, bắt đúng tâm lý.
cho kẹo đi được ngay nhỉ. Mũi vắng ở chợ bo là mũi thế nào? Bây giờ... cứ vào hỏi thôi. Nghe bảo mũi thế nào thì được theo đi mà. Chờ mũi đi. Đây, tôi lên chợ bo đi đường kia mới nhé. Lên trên đấy nhé. Có một cái lách vào vào chợ bo. Bây giờ lụa thả bên tim ngát thế. Có một đường chợ bo, một đường hồi xuân. Lên thẳng vào quảng. Đi vào cái lách vượt chợ bo xuân. Anh cầm cái gọn không nào? Mọi người có nghe rõ nhạc không? Không lấy nữa à? Có lấy không? Vậy có lấy không? Lấy cho. Nhạc không hợp gì cả. Thế mở nhạc gì anh Phúc ơi? Giờ mới tập trung viết được. Mọi người cảm ơn mọi người đã xem. Tiếng đưa lưu luyến bên nhà rồng.
Ăn cơm rồi Huy ạ. À. Làm gì có mà chim ơi. Không hề. Mình phải tranh thủ Huy ạ. Mọi người cần mình thì để còn họ đã xỉ để còn bán lại nên là
Khải à, anh có nghỉ chứ một chút nữa. Anh Hà, cái bút này em muốn mua cái bút mới lắm rồi mà khó, không có chỗ nào bán luôn. Khó mua chiếc. Đang lên hỏi mọi người xem chỗ nào bán mà chẳng ai biết. Mực sắp hết rồi nên là sắp nghỉ rồi. Chào Lê Thị Thu Hoa nhé. Chào em. Xin chào, chào Quang Quẩy.
man. Anh đang ngồi viết ở nhà hay đâu? Anh Ngọc, anh viết ở nhà. Gần đi thôi chị ạ. Hội chú keo ngồi nữa không anh? Hội chú keo anh vẫn ngồi. Hội chú keo anh vẫn ngồi quăng nhé. Tính ơi, tính mở gì cơ? Gần đi thôi. Chưa nghe ra tính rồi.
tình yêu chưa chọn thành đôi mà lòng đau như cắt bạn tình ơi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Con chào thầy Nghiệp. Con cảm ơn thầy Nghiệp nhiều.